Quang Hải, Hùng Dũng và loạt cầu thủ mang tiền về cho mẹ. Người tậu xế sang, người xây nhà cả tỷ. Đạt được nhiều thành tựu lớn, các cầu thủ bóng đá Việt Nam đã có thể mang tiền về cho mẹ, báo hiếu phụ huynh bằng những căn nhà rộng rãi, sang trọng hoặc chiếc xe đắt tiền. Ở làng túc cầu Việt Nam, cầu thủ nhà khá giả đi đá bóng thì hiếm, còn đá bóng thoát nghèo thì không thiếu. Đam mê là một chuyện, nhưng cái nghèo khiến họ nỗ lực hơn bao giờ hết. Đời quần đùi áo số đi quanh năm suốt tháng, chôn thanh xuân với sân cỏ. Mạng xã hội phát triển, sự tương tác trên trang cá nhân hàng triệu follow cũng có thể tạo ra nguồn thu nhập cho cầu thủ. Thế nên khi có được thành tựu, dư giả tiền bạc, họ đa số chọn báo hiếu đấng sinh thành bằng nhà cao cửa rộng, xe cộ tiện nghi. Hà Đức Chinh là một cái tên vô cùng quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ trẻ Hà Đức Chinh sinh năm 1997 khiến mọi người ngưỡng mộ khi có thể hoàn thiện được căn biệt thự rộng 100m² tặng mẹ và em gái. Trong gia đình, chàng cầu thủ trẻ này luôn là trụ cột vững chắc kể từ khi bố không còn. Suốt những năm tháng thi đấu cho câu lạc bộ Đà Nẵng và tham gia các giải đấu cùng đội tuyển, Hà Đức Chinh đã tích góp tiền bạc để chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà mới từ sau giải U23 châu Á 2018. Anh chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của mình. Căn biệt thự 100m² mới khang trang đầy đủ tiện nghi chính là món quà báo hiếu ý nghĩa mà Hà Đức Chinh dành tặng cho gia đình. Đây cũng là lời hứa của Đức Chinh với người bố đã mất vì ung thư vào năm 2016. Không rõ chi phí xây dựng là bao nhiêu, nhưng riêng tiền nội thất bên trong được anh tiết lộ lên đến 2 tỷ đồng. Nguyễn Quang Hải. Hơn cả Đức Chinh, Quang Hải là cái tên được săn đón nhiệt tình kể từ chiến tích Thường Châu. Phong độ thi đấu ổn định, Hải còn luôn giữ được sức nóng của mình với người hâm mộ. Vì lẽ thế, bên cạnh lương thưởng, Hải cũng kiếm bộn tiền từ quảng cáo. Nhìn số lượng nhà xe anh chàng tậu là đủ hiểu Hải còn không phải dạng vừa. Sắm cho mình thì chỉ xương xương chiếc xe hơn 2 tỷ, nhưng xây hẳn nhà 200m² cho bố mẹ ở quê nhà Đông Anh. Để đi lại đỡ vất vả, chàng tiền vệ tài hoa cũng tậu luôn xế hộp cho bố mẹ nhân ngày Vu Lan. Phan Văn Đức. Hẳn hình ảnh Văn Đức ôm mẹ lặng lẽ một góc sân bay Nội Bài vẫn còn sức gợi đến người hâm mộ bóng đá. Đức Cọt từng chia sẻ mẹ là nguồn động viên lớn lao trong cuộc đời anh. Thế nên khi có được trái ngọt, Văn Đức muốn dành tất cả cho người mẹ yêu quý. Bằng số tiền tích góp được ngần ấy năm đi đá bóng, tiền đạo xứ Nghệ bí mật đi mua xe ô tô tạo bất ngờ cho mẹ. Văn Đức chia sẻ chiếc xe có giá hơn 1 tỷ đồng. Đức Cọt chia sẻ muốn mua ô tô để có thể chở mẹ đi chúc mừng họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Đây là cái Tết thứ hai có mặt đầy đủ gia đình ở nhà sau khoảng thời gian Đức thi đấu xa nhà. Con muốn dành một điều ý nghĩa nhất cho cha mẹ và gia đình. Có thể không quá lớn, nhưng đây là tất cả tình cảm và sự cố gắng của con trong một năm qua. Con yêu tất cả mọi người. Phan Văn Đức chia sẻ trên Facebook cá nhân. Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng là một trong những cầu thủ tài năng sinh năm 1993 thuộc câu lạc bộ Hà Nội. Gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng chàng cầu thủ trẻ cũng phải mất 10 năm đi đá bóng để dành dụm tiền để mua nhà cho gia đình. Căn biệt thự mà gia đình anh đang sinh sống có giá hơn 10 tỷ đồng chính là thành quả mà Hùng Dũng đạt được sau rất nhiều đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam. Trong clip của vlogger Cán Chris, căn biệt thự gồm có 5 tầng thuộc khu đô thị cao cấp giữa lòng Hà Nội được tiết lộ trước mắt người hâm mộ. Đỗ Hùng Dũng cho biết đây chính là món quà báo hiếu anh muốn dành tặng cho bố mẹ sau bao năm vất vả vì con cái.